Sau cú mở màn phiên đầu tuần, quay đầu giảm ngược với dự báo của 92% chuyên gia, vàng đã bật tăng phi mã toàn cầu đầu giờ sáng ngày 7 tháng 4. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về tỷ giá vàng và ngoại tệ trên thị trường thế giới và trong nước cùng FBNC. Chốt phiên mở cửa đầu tuần hôm qua, vàng thế giới giao ngay giảm 8,2 đô la Mỹ, nằm ở mức 1.614,1 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, qua phiên hôm nay, giá vàng đột ngột quay đầu tăng vọt như dự đoán của giới chuyên gia trong tuần trước, khi mà đa phần các nhà đầu tư đã tin vào những gói kích thích kinh tế và chính sách nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh khủng hoảng giữa đại dịch. Đêm ngày 6 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.649 đô la Mỹ một ao. Tới 8 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 4, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.656 đô la Mỹ một ao. Đến 12 giờ ngày 7 tháng 4, giá vàng thế giới đã ở mức 1.663,9 đô la Mỹ một ao chiều bán ra và 1.663,4 đô la Mỹ một ao chiều mua vào, tăng tổng cộng gần 50 đô la Mỹ một ao. Các hợp đồng vàng tương lai cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 7 năm trở lại đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 4 theo giờ Việt Nam, hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng 43 đô la Mỹ, tương đương 2,63% lên 1.693,9 đô la Mỹ một ao. Tuy vậy, có thể nói áp lực thúc đẩy khiến giá vàng tăng vọt trở lại là do giới đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi đốt tiền vào vàng sau khi đón nhận những tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19, bao gồm dấu hiệu cho thấy sự lây lan Covid-19 đang chậm lại ở thành phố New York và một số ca tử vong tại khu vực châu Âu như Ý, Pháp, Tây Ban Nha đã giảm đáng kể, chứng tỏ dịch bệnh có khả năng đã đạt đỉnh và bắt đầu đi xuống. Ở một góc nhìn khác thì vàng vẫn đang là nơi lý tưởng để trú ẩn an toàn trong bối cảnh triển vọng của nền kinh tế được dự báo là khó có thể khác được là u ám và lạm phát tăng vọt. Tiếp đà bật tăng của vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng quay đầu tăng vọt so với phiên hôm qua. Một số nơi tăng đến 600.000 đồng một lượng và vẫn tiếp tục biến động dãy số điều chỉnh. Bản tin tỷ giá FBNC sẽ cập nhật giá vàng hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 với những số liệu mới nhất về giá vàng trong nước như sau. Sau khi lùi nhẹ 50.000 đồng vào cùng thời điểm phiên ngày hôm qua, thì mở cửa đầu phiên sáng ngày 7 tháng 4, toàn bộ giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn tăng đồng đều 400.000 đồng một lượng ở cả hai chiều và trên khắp các sàn giao dịch. Tuy nhiên, đến gần 11 giờ ngày 7 tháng 4, vàng miếng SJC niêm yết tại Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn giảm trở lại 200.000 đồng một lượng, chốt ở ngưỡng tăng 200.000 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, giá một lượng vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh của Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 47.200.000 đồng chiều mua vào và 48.200.000 đồng chiều bán ra. Doanh nghiệp vẫn giữ nguyên biên độ mua bán ở mức 1 triệu đồng một lượng để phòng ngừa rủi ro. Giá vàng SJC tại Hà Nội cũng nằm ở mức là 47.200.000 đồng một lượng chiều mua vào, nhưng ở chiều bán ra thì vẫn cao hơn thành phố Hồ Chí Minh 20.000 đồng là 48.220.000 đồng một lượng. Tại những tỉnh thành vùng miền khác ở Việt Nam, giá vàng SJC niêm yết cũng tăng 400.000 đồng mỗi chiều vào đầu giờ sáng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, nhưng giảm lại 200.000 đồng vào chốt phiên sáng gần 11 giờ. Vàng miếng SJC ở Biên Hòa, miền Tây, Quảng Ngãi được niêm yết bằng với giá ở thành phố Hồ Chí Minh. Giá mua vào là 47.200.000 đồng một lượng và bán ra là 48.200.000 đồng một lượng. Còn vàng miếng SJC ở Đà Nẵng, Cà Mau, Long Xuyên lại được niêm yết giá bằng với Hà Nội. Chiều mua vào đều ở mức 47.200.000 đồng một lượng, còn chiều bán ra là 48.220.000 đồng một lượng. Tình hình giá vàng miếng SJC ở Bình Dương, Bình Phước, Bạc Liêu, Quy Nhơn, Hậu Giang, Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam. Sau khi giảm tụt khỏi ngưỡng 47 triệu đồng một lượng chiều mua vào ở phiên giao dịch ngày hôm qua, thì hôm nay đã bật tăng trở lại 47 triệu 180.000 đồng một lượng chiều mua vào. Còn chiều bán ra cũng tăng 200.000 đồng thành 48 triệu 220.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC mua vào tại Huế, Nha Trang cũng đồng loạt tăng trở lại vượt ngưỡng 47 triệu. Riêng giá vàng miếng SJC tại Đà Lạt vẫn giữ cao hơn hẳn mặt bằng chung, nằm ở mức 47 triệu 220 ngàn đồng một lượng chiều mua vào và chiều bán ra là 48 triệu 250 ngàn đồng một lượng. Tất cả đều đồng loạt tăng 200 ngàn đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm chốt phiên ngày hôm qua. Về giá vàng SJC niêm yết tại các tổ chức thương hiệu lớn, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 6 tháng 4, một số nơi giảm mạnh 200 đến 300 ngàn đồng một lượng. Tuy nhiên, đến cuối phiên sáng nay ngày 7 tháng 4, tình hình chung đều bật tăng trở lại, có sàn tăng mạnh đến 600.000 đồng một lượng. Cụ thể về số liệu được cập nhật mới trên màn hình như sau. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji tăng đồng loạt 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra ở cả hai sàn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Riêng ở chiều mua vào, sàn giao dịch Doji Hồ Chí Minh tăng mạnh 600.000 đồng một lượng, còn sàn Hà Nội tăng 500.000 đồng một lượng.
tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận BNG, cả hai chiều mua vào và bán ra trên cả hai sàn Hồ Chí Minh và Hà Nội đều tăng đồng loạt 300.000 đồng một lượng. Tuy vậy, giá mua vào tại BNG vẫn nằm dưới ngưỡng 47 triệu. Biên độ mua vào bán ra vẫn giữ ở mức 1,3 triệu đồng một lượng, mức chênh lệch rất cao để phòng tránh rủi ro. Với phú quý SJC, sau một phiên giảm khá mạnh đầu tuần hôm qua, thì hôm nay 7 tháng 4 đã tăng lại 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Tại một số doanh nghiệp tổ chức kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng và Ngọc Hải SJC đang tạm đóng cửa theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Do đó, giá vàng cũng chưa được cập nhật mới nên không có sự thay đổi nào so với chốt các phiên từ cuối tuần trước. Một cú nhảy vọt về giá vàng tại các ngân hàng đã thực sự xuất hiện vào sáng hôm nay ngày 7 tháng 4. Sau phiên cuối tuần trước đã đồng loạt đưa giá chiều mua vào xuống dưới ngưỡng 47 triệu đồng một lượng. Và phiên đầu tuần hôm qua thì một số ngân hàng tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn chưa thể đưa giá vượt ngưỡng. Thế nhưng vào sáng nay, tiếp đà tăng chung, có ngân hàng đã tăng bật lên 700.000 đồng một lượng. Theo đó, ngân hàng SCB tăng đồng thời 550.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Sacombank cũng tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 370.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Với ngân hàng Eximbank đã nhảy số tăng liên tục 7 phiên chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng và chốt ngưỡng cuối ở mức tăng đồng đều 200.000 đồng một lượng ở mỗi chiều. Còn TP Bank Gold, sàn giao dịch Hồ Chí Minh chứng kiến mức tăng mạnh 700.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, trong khi sàn Hà Nội giữ mức tăng trung bình 500.000 đồng một lượng. Chuyển sang một vài thông tin về giá vàng nhẫn, giá vàng nữ trang 4 số 9, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 14K và vàng 10K niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC trong phiên ngày hôm nay 7 tháng 4. Sau phiên đầu tuần tăng nhẹ ở cả hai chiều đi ngược với đà giảm chung của thị trường vàng hôm qua, thì sang ngày hôm nay 7 tháng 4, giá vàng nữ trang tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng chung của thị trường. Giá vàng nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ và giá vàng nữ trang 4 số 9 đồng loạt tăng mạnh 600.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra như số liệu được cập nhật trên màn hình. Giá vàng nữ trang 24K tăng 496.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nữ trang 18K tăng 375.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng nữ trang 14K và giá vàng nữ trang 10K cũng tăng mạnh hơn 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên ngày hôm qua. Như vậy, tổng kết tình hình thị trường vàng trong nước và trên thế giới như sau. Sau cú mở màn đầu tuần đi ngược lại với toàn bộ dự đoán và nhận định của các chuyên gia phân tích kinh tế, thì ngày hôm nay 7 tháng 4, giá vàng đã quay đầu trở lại đà tăng. Nguyên nhân bắt nguồn từ vị thế trú ẩn an toàn của vàng mà các nhà đầu tư tìm kiếm giữa bối cảnh tình hình kinh tế được dự kiến rơi vào khủng hoảng và có khả năng lạm phát sau ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Bởi lẽ trước mắt, hàng loạt dự báo cho thấy nhiều nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Pháp vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1945, trong khi Thủ tướng Nhật Bản cũng vừa ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng đối với 7 tỉnh thành kể từ ngày 7 tháng 4. Theo Sugandha Shetdeva, Phó Chủ tịch Công ty Nghiên cứu về Kim loại Năng lượng và Tiền tệ Religare Broking Ltd, nhận định về dài hạn, vàng sẽ vẫn là một tài sản được ưa chuộng giữa bối cảnh môi trường lãi suất thấp và dịch bệnh khiến nền kinh tế giảm tốc. Đồng quan điểm, ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định các gói kích thích tài khoá và tiền tệ sẽ ảnh hưởng không tốt tới các hợp đồng vàng, nhưng nhu cầu trú ẩn an toàn sẽ tăng cao do căng thẳng tài chính sắp diễn ra sẽ tồn tại trong những tháng tới khi nền kinh tế Mỹ dự báo sẽ giảm. Chuyển sang những số liệu mới nhất về tỷ giá ngoại tệ, sau đây là bảng giá ở chiều mua và bán được niêm yết ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 7 tháng 4. Không có sự tăng giảm nào ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua ở đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đồng euro đã liên tục giảm trong các phiên gần đây. Giá 1 đô la Mỹ mua vào là 23.175 đồng và bán ra là 23.650 đồng. Giá 1 euro mua vào là 24.322 đồng và bán ra là 25.827 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 7 tháng 4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.230 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trái ngược với đà tăng của vàng thì các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh vào ngày thứ Hai 6 tháng 4 với dầu WTI giảm 8% sau khi cuộc họp quan trọng của các nhà sản xuất dầu thô chủ chốt bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga tạm thời hoãn đến ngày thứ Năm 9 tháng 4. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô WTI giao tháng 5 giảm 2,26 đô la Mỹ tương đương 8% xuống 26,08 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 mức 1,06 đô la Mỹ tương đương 3,1% đóng cửa mức 33,05 đô la Mỹ một thùng.
giá dầu thô chủ yếu đã rơi tự do, lao dốc vào tháng 3 năm 2020 sau khi liên minh của OPEC và các nhà sản xuất chủ chốt khác được gọi là OPEC cộng đã không đạt được đồng thuận về cắt giảm sản lượng. Và Nga cùng với Ả Rập Xê Út bước vào một cuộc chiến giá dầu ngay khi cả đại dịch COVID-19 gây ra sự sụt giảm mạnh về nhu cầu do các hãng hàng không trên thế giới tạm dừng bay. Cũng trong phiên giao dịch cùng ngày, hợp đồng xăng giao tháng 5 tăng 1,5% lên 70,16 xu một galon, trong khi hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 5 cũng tăng 6,8%. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, chỉ số Dow Jones tăng 7,73% lên 22.679 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tăng hơn 7% lên 2.663 điểm, còn chỉ số Nasdaq kết phiên tăng 7,33%, đóng cửa ở mức 7.913 điểm. Các chỉ số chính leo lên mức đỉnh trong phiên ở vài phút giao dịch cuối cùng, với Dow Jones tích tắc tăng hơn 1.700 điểm. Cổ phiếu Boeing bứt phá hơn 19% để dẫn đầu đà tăng của Dow Jones. Cổ phiếu Raytheon Technology, American Express và Visa đều tăng hơn 11%. S&P 500 được dẫn đầu đà tăng bởi các lĩnh vực tiện ích, hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ. Tất cả đều tăng mạnh hơn 7%. Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng đều tăng mạnh. Nhà đầu tư được khuyến khích nhờ dữ liệu cho thấy số ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày tại Mỹ chậm lại. Mặc dù vẫn còn quá sớm để xác định đà giảm này kéo dài hay không, nhưng ít nhất đã mang lại một sự lạc quan nhất định cho các nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã phục hồi lần lượt hơn 21% và 24% kể từ mức đáy trong phiên ngày 23 tháng 3. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tỷ giá FBNC. Vừa rồi là những thông tin về tỷ giá mới nhất được cập nhật trong ngày 7 tháng 4. Đừng quên like và subscribe kênh FBNC Việt Nam để không bỏ lỡ những cập nhật tỷ giá mới nhất.